hôm nay cũng có một số người biết cháu đến thăm bé, cũng có nhờ cháu chỉ tiền. Nhưng hôm trước cháu lại thấy có cái video là chị nói chị ngừng nhận tiền, cháu không dám nhận của mọi người, bởi vì rằng là cũng phải tôn trọng ý kiến của chị. Đúng hôm rồi. Nay là cháu phải lên để cháu hỏi chị trực tiếp là lý do vì sao chị lại ngừng như thế. Tại bây giờ em muốn hỏi là bây giờ chị đang chăm cháu là nguồn tiền ở đâu? Đúng không? Anh chị Mạnh Thường Quân, thì bây giờ mà dừng thì chị lấy đâu ra để chị chăm cháu được nữa, đúng không? Là em hôm nay mọi người gửi cho em không dám nhận, bởi vì là em muốn lên em hỏi ý kiến của chị. Nhưng mà xem qua cái tình hình như thế này thì em nghĩ là chị vẫn phải nên nhận. Bây giờ nhé, chị cắt ngang một tí. Nếu như cháu nó tức là khởi sắc trở lại thì mình lại càng cần phải đấy, có cái đó để mà níu kéo hy vọng. Tại vì cho nên là không ấy, thể để dừng cái việc đấy được. Hôm trước là cháu thấy trên ảnh là những cái nốt mà bị hoại tử ấy. Đấy. Hôm nay là lành rồi. Ừ, lành rồi. Thì cái vết thương. Như mọi người cũng vừa được nghe những cái thông tin mới nhất là hiện tại ấy, thì em Đạt cũng đang có những cái thông tin mà chuyển biến tích cực rất là tốt ha. Tuy nhiên thì cũng chưa thể nói trước bất cứ một cái điều gì, mà gia đình của mẹ em Đạt hiện tại thì vẫn đang gọi là điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ để có thể theo dõi thêm ít ngày nữa để xem tình hình của em có tiến triển tốt hơn và có tiến triển gì hay không. Thì lúc đó thì có thể là sẽ có cái hướng đi mới là đến những cái bệnh viện tiến cao hơn để có thể điều trị có thiết bị máy móc đầy đủ để có thể là hỗ trợ cho em Đạt có thể phục hồi một cách nhanh nhất. Như tất cả chúng ta cũng đã biết là em để mà phục hồi á thì phải trải qua một thời gian rất dài. Hiện tại thì gia đình em Đạt ấy, cụ thể là mẹ em Đạt và bà nội cũng như là bác em Đạt, thì cả ngày và đêm đều thứ nhất là vừa đọc chuyện, những cái chuyện mà để cho em là quay trở về, cũng như đọc chuyện về gia đình, đọc chuyện về những cái mở cho em nghe những cái nhạc hồi hướng về tâm linh, về Phật Pháp, và cũng đọc cho em nghe, kể cho em nghe những câu chuyện mà để cho em có thể thức tỉnh. Thì một cái tin vui như thế này, thì khi mà em Đạt ấy, mà mẹ của em Đạt đọc cho em Đạt nghe á, thì chắc chắn với mọi người là bởi vì em Đạt đang hôn mê. Nhưng mà trong cái hôn mê đó đó, thì có thể cái tiềm thức của em, cái nhận thức của em nó vẫn hiểu. Rất nhiều người đã gọi cho em và nói rằng là bây giờ mẹ em Đạt phải thường xuyên nói chuyện với em, thường xuyên là cho em nghe kể những cái chuyện mà hồi hướng để cho em có thể cảm nhận được. Và cũng có quý vị khán giả có gọi cho em và nói rằng là trước đây á, cô từng bị hôn mê, và khi mà người nhà nói là cô nghe hết, cô hiểu hết, nhưng mà không nói được. Đó, thì bây giờ em Đạt đang trong tình trạng là hôn mê kéo dài, và nó lại có cái phát triển về nhận thức. Bởi vì là em hỏi tất cả mọi người chứ, nếu như em mà không có nhận thức được thì làm gì có chuyện mà động vào chân em co chân được, đúng không? Giống như kiểu là em cảm ứng phản ứng với đau. Mà khi mà người bác của em Đạt có nói rằng là em đã cọ cọ vào chân của em ấy, làm cho em giống như kiểu là nhột và buồn ấy, thì em đã có cái phản ứng đó. Và bây giờ thì em đã có cái tình trạng ở đây là huyết áp đã ổn định và được cắt thuốc vận mạch và không còn phụ thuộc ở đây là vào cái thuốc vận mạch hay là thuốc sốt nữa. Bởi vì đó là những cái tiến triển mà của em hiện nay đang có và đang rất là tốt. Còn quý vị khán giả có hỏi em là hiện tại em Đạt đã tỉnh chưa, thì phải nói với mọi người là em Đạt vẫn đang trong tình trạng tiên lượng xấu rất nặng. Phải nói mọi người rất nặng, bởi vì đang giống như kiểu là em đang từ cái cõi chết trở về. Bởi vì là cái ngày mà em ở bệnh viện 108 ấy, thì đã không còn hy vọng gì nữa rồi. À, và hôm nay em cũng có thể nói mọi người là có một cái sự trùng hợp như thế này. Khi mà em Đạt đang ở bệnh viện 108 thì mẹ của Đạt ấy cũng đã từng có lên một cái video và nói rằng là xin dừng nhận tiền của Mạnh Thường Quân. Đó. Và bây giờ em cho mọi người nghe một xíu nhá. Mọi người nghe mẹ em Đạt nói là cái thời điểm mà mẹ em Đạt nói là xin dừng nhận tiền Mạnh Thường Quân ấy. Và sau đó em sẽ phân tích tiếp này. Nên là mọi người phải xem hết video nha. Em là mẹ của con Nguyễn Hoàng Đạt. Sau thời gian con bị tai nạn như vậy, cũng được sự giúp đỡ từ các cô dì chú bác và anh chị em gần xa và các cô chú Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ và hỗ trợ gia đình nhà em cũng rất nhiều. Sau khi thời gian đấy thì em đến bây giờ thì em cũng lo cho con được ổn thỏa và các bác cũng giúp đỡ và hỗ trợ cũng rất nhiều. Thôi thì em cũng xin phép là em xin dừng lại. Và còn lại đấy thì các bác, anh chị nhường cho những người khác khó khăn sau ạ. Em xin chân thành cảm ơn rất nhiều ạ. Thì như tất cả mọi người vừa được xem đó, thì cũng có một sự trùng hợp là
bây giờ em Đạt lại, mẹ em Đạt ấy lại lần thứ hai xin dừng nhận tiền hỗ trợ từ các nhà hảo tâm. Và lần đầu tiên nhận ấy thì em Đạt đã vượt qua được và đã có phép màu xảy ra. Và lần thứ hai mẹ em Đạt lại dừng nhận tiền hỗ trợ từ Mạnh Thường Quân thì phép màu chắc chắn với mọi người sẽ xảy ra. Bởi vì bây giờ em đang có cái hướng phát triển rất là tốt. Bởi vì chúng ta nghĩ như thế này, mẹ của em Đạt ấy cũng là một người nông dân, cũng là một cái người gọi là khổ cực. Dù mẹ em Đạt ấy có nhận thêm tiền, nhận nữa cũng chả ai nói gì. Nhưng mà một chữ đủ ở đây, một chữ đủ ở đây là như thế nào? Là chị cảm thấy rằng chị đã có tiền để đủ để lo cho con rồi, nên là chị xin nhường cái tiền, cái số tiền đấy để cho những hoàn cảnh khác cũng khó khăn như vậy. Là có nghĩa là chị cảm thấy đủ thì cái phước đức đó thì có thể là nó sẽ dành cho em Đạt có thể hồi phục, đúng không? Có nghĩa là một người mẹ rất là lam lũ kham khổ mà lại biết đủ. Thì em hỏi mọi người biết bao nhiêu là đủ mọi người? Nhưng mà mẹ em Đạt lại biết đủ. Bởi vì khi mà con mình vẫn nằm đây chưa tỉnh, vẫn còn đang đau bệnh, vẫn còn chưa biết được như thế nào, mà mẹ em Đạt đã cảm thấy đủ rồi, thì em tin chắc rằng là với cái đủ đó nó sẽ giúp cho em Đạt được một ít phước đức đấy quý vị. Và bây giờ thì theo thông tin từ người nhà thì hàng ngày á phải đưa em đi tập chức năng, đi hồi phục chức năng. Bởi vì em đã tỉnh đâu mà hồi phục. Nhưng mà bởi vì nếu như mà để em nằm một chỗ như vậy thì tay chân em sẽ teo lại hết. Đó, lúc em hồi phục là được cái não rồi thì chân tay của em coi như bỏ đi. Nên là bây giờ phải đánh thức tất cả các cơ quan chức năng, những cái cơ khớp trên người. Bởi vì là nếu như mà để em nằm như vậy, quý vị thử nghĩ, con nằm 20 ngày rồi thì làm sao mà lúc em tỉnh lại thì có thể đi được, lại phải tập đi. Đấy, nên là bây giờ là các bác sĩ vẫn có thể hỗ trợ nỗ lực để có thể cho em có thể hồi phục cách nhanh nhất. Còn cái vấn đề mà em có thể là chuyển viện ấy thì gia đình đã tính tới. Và chúng ta cũng suy nghĩ cho quý vị. Bởi vì là bây giờ ở các bệnh viện tỉnh là rất là tốt rồi. Phải nói mọi người là các bệnh viện tỉnh nó rất là tốt rồi, tuyệt vời rồi. Và nó đang ngoài cái sự tưởng tượng của chúng ta. Là bởi vì đang từ bệnh viện trung ương mà về bệnh viện tỉnh là nó cũng vẫn là gọi là nó vẫn là ngang hàng với nhau đây, mình cho là bệnh viện cấp tỉnh đi. Đó, vẫn là ngang hàng với nhau đi. Nhưng mà có thể là cái chuyên khoa ấy, là khi về một bệnh viện lớn như là Bạch Mai hay là Việt Đức, còn thành phố Hồ Chí Minh có thể như Chợ Giấy, thì những cái bệnh viện đó cái trang thiết bị máy móc nó có những cái loại mà các bệnh viện khác không có, bởi vì nó là tuyến cuối đó. Nên là bây giờ là chúng ta mới nói rằng là có thể rằng là để cho em ở bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ ấy, điều trị cho nó ổn định đi. Bởi vì có thể là em có một cái gì đó nó tâm linh, thứ nhất là có các vua hùng này, có những người anh hùng nổi tiếng này đó tạo lập ra đất nước này, thì có thể là em đó có thể được một cái chút phước đức nào đó mà để em có thể hồi phục được. Đấy, chúng ta phải đánh giá là bệnh viện của tỉnh Phú Thọ là một cái điều rất là tuyệt vời. Bởi vì em đã từ một cái gì đó gọi là không còn hy vọng nữa, mà để đến bây giờ chúng ta lại có cái niềm tin. Bởi vì là mẹ em Đạt có nói rằng là lúc đó là không còn hy vọng nữa, đã dừng tiền hỗ trợ từ các nhà hảo tâm. Và sau đó thì em Đạt lại có một cái cách gọi là lội ngược dòng, đang từ thang điểm từ 3 mà em bây giờ đang lên cái mức là 6-7 điểm. Đó, là có cái tình trạng diễn biến tích cực và cái tình trạng hôn mê sâu ấy, theo thang điểm thì đã tăng từ 3 lên đến 6-7 luôn rồi. Huyết áp bây giờ của em đã ổn định rồi, thuốc vận mạch của em là không cần dùng nữa, hết sốt rồi. Những cái thông tin mà về cái vấn đề là hoại tử á, giờ hết luôn rồi. Em còn thở được cơ mà, bây giờ em thở được rồi, nhưng mà vẫn phải kèm máy thở. Đó, nhưng mà quan trọng nhất là như thế nào, là nó giống như trong tình trạng ngủ đông ấy, có cái não nó không hồi phục được, là em vẫn biết nhưng mà em không tỉnh được. Đó, nên là bây giờ gia đình là phải nói chuyện với em thường xuyên, đọc sách cho em nghe, mở những cái nhạc hồi hướng, đó, kể chuyện gia đình, làm sao để cho em có thể nhận được, cảm nhận được trong tiềm thức, để cho em có thể là sẽ quay trở về cuộc sống bình thường. Thì để em quay lại cuộc sống bình thường thì nó phải trải qua rất nhiều cái thời gian đó. Nhưng mà bây giờ thì nhận được thông tin là em đã hồi phục một cách thần kỳ như vậy và có cái tiến triển tốt là chúng ta rất là vui. Bản thân em chỉ là cái người dưng nước lã thôi, nhưng mà em nghe em Đạt là bây giờ là có cái mức là cựa quậy tay chân. Cựa tay chân thì nó phải gọi là các phản ứng, mà phản ứng này thì nó phải là do cái vấn đề là con người nhận thức được thì nó mới có phản ứng. Bởi vì biết đau là vẫn còn phản ứng mà. Nên là đây là cái tín hiệu rất là vui.
Và chắc chắn với mọi người rằng là gia đình của em Đạt bây giờ cũng đang cố gắng làm tất cả mọi việc có thể để cho em Đạt có thể hồi phục được. Nên là em cũng mong tất cả mọi người sẽ tiếp tục theo dõi và cầu nguyện để cho em có thể hồi phục được quý vị nhé. Hiện nay thì cũng rất nhiều quý vị khán giả cũng đang quan tâm là từ lúc mà khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt bị can chính là cái người mà đã gây ra cái sự đau đớn cho em Đạt ấy, là em Minh ấy, thì đến bây giờ là không có thông tin gì nữa. Thì em nói tất cả cái cơ quan điều tra họ điều tra thì cũng phải có thời gian, ví dụ như là phải điều tra trong thời gian là bao lâu, và ở đây là phải xác minh rất là cặn kẽ. Thứ nhất là cái người cha có tham gia vào cái vụ việc này hay không, lúc mà đánh đó thì người cha đang đứng ở đâu, và người cha này có chứng kiến sự việc này xảy ra hay không. Và em của Minh ấy, là cái người mà học sinh ở lớp 6 ấy, là cái người mà xích mích với em Đạt này, thì có tham gia vào hay không. Bởi vì hiện nay em có nghe một cái thông tin ở trên mạng xã hội có nói rằng ấy là cái này là do em Đạt, rồi là em Đạt tên là bảo em ca ấy là đi đánh một người khác và em đó không làm theo, nên là em Đạt đã tát em đấy một cái và đè em xuống và đè lên người rồi đánh, nên là em ca đấy mới về bảo anh. Thì em nói tất cả những cái thông tin đó thì mọi người chia sẻ là bảo đừng có ủng hộ em Đạt nữa, rồi là phải nói đúng sự thật. Thì em nói tất cả mọi người rằng là những cái người đó em nghĩ rằng là bên phe của em Minh cũng như là phe của ba cha con kia. Chứ em hỏi tất cả mọi người là dù cho có bất cứ một cái lý do nào, nhưng mà đánh em Đạt đến mức độ mà chấn thương sọ não, nguy cơ tử vong cao như vậy, 99% thương tật như vậy, thì dù có như thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể nào mà chúng ta đi bênh vực ba cha con đây được. Em nói thật với mọi người như vậy. Còn nhìn vào hoàn cảnh của em Đạt, chúng ta biết rằng là ở đây là kể cả vấn đề là hai đứa trẻ có xích mích như thế nào đó, nó có nhiều cách giải quyết. Chứ làm gì có chuyện mà em hỏi mọi người là tát một cái mà chấn thương sọ não được, đúng không? Nhưng mà cơ quan chức năng họ phải xác minh rất là rõ ràng, phải có những cái bằng chứng cụ thể. Đó là lúc đó là theo thông tin ấy là người cha này chở hai đứa con đến, nhưng mà tại sao người cha lại không vô trong đời đấy để khuyên rằng là để giảng hòa, mà lại có thể nói rằng là người cha lại đứng ở bên ngoài thì có biết cái hai người đánh nhau hay không? Đó thì em nói tất cả mọi người là phải cần phải có thời gian. Còn bây giờ chúng ta quan tâm nhất là sức khỏe của em Đạt đang tiến triển theo từng ngày là chúng ta vui rồi. Còn cái việc mà ba cha con kia thì sẽ có pháp luật xử lý, chắc chắn là mọi người sẽ phải nghiêm minh, bởi vì còn có luật sư Thơm. Em đặc biệt tin tưởng luật sư Thơm đó, bởi vì rất nhiều cái vụ án rồi luật sư luôn đứng về lẽ phải và những người yếu thế. Đặc biệt là luật sư đấy cũng chẳng có cái lợi ở gì ở trong này cả, bởi vì luật sư hỗ trợ miễn phí mà đó, nên là mọi người cứ yên tâm. Còn em Đạt thì chắc chắn cái sức khỏe thì bây giờ đang có tiến triển rất là tốt, bây giờ thì đang phải đưa em đi tập phục hồi chức năng để có thể rằng là để đánh thức những cái cơ quan, ví dụ như cái cổ chân rồi là khớp chân khớp tay đó, cái bộ phận đó để có thể là sau này cho em hồi phục. Nên là quý vị khán giả cứ yên tâm, em sẽ cập nhật cái thông tin diễn biến mới nhất để cho tất cả mọi người sẽ nắm được cái tình hình của em Đạt mọi người nha. Quý vị khán giả cũng đừng quên bấm like, bình luận và cầu nguyện cho em Đạt có thể là vượt qua cái nỗi đau này quý vị ạ. Xin chào tất cả mọi người nha.